Đây, đây là quán cà phê mình sẽ tới đây uống và cũng muốn các bạn tới đây trải nghiệm một lần. Đây là một quán cà phê rất là đẹp, rất là thơ mộng, thích hợp cho những người sống ảo như mình. Đây, bây giờ mình chuẩn bị vào quán đây. Quán thì bề ngoài nhìn rất là nhỏ nhoi, nhưng các bạn vô bên trong sẽ thấy cái sự lợi hại của nó. Đây, mình quay mình làm trước khi cho vào quán. Các bạn nhớ nhận diện vào quán là trước cửa là có hai con voi nha mọi người. Đây, bây giờ mình chuẩn bị vào quán. Về trái cây bánh kem đều có hết nè, tất cả là bánh Âu mút đồ có nè, kết hợp với trẻ em kem đồ, nước uống đồ tóc cái gì cũng có. Xong kêu nước xong mình đi lên mà có người bưng nước cho mình. Máy hết pin luôn rồi. Bài hay là gì? Ý là tao này không muốn bài nữa. Sao làm ở trên nữa cũng đẹp. Sao làm nữa ở trên nữa à? Ok, mình có nhiều quay nhiều chút đi. Đây, quán này rất là thơ mộng, thích hợp cho những ngày tới đây sống nhạo chụp hình rất là đẹp. Ờ, những cái lọc đồ chơi từ bên tay xuống. Quán mới hoàn thiện được 80% nha mọi người. Đây, cái ghế này phía trên nữa, góc nào cũng chụp hình được ở đây. Rất là nhiều chỗ ngồi. Đây cái view này ngồi xuống dưới nè. Đây có một cái bàn đá đây nữa nè. Chưa xong. Có nhà sàn hay đâu. Góc nào cũng có được hình. Lên đây là sống não là bao luôn, góc nào bao luôn, góc nào giúp được ba lên sàn. À,
cây hy viên trồng mà. Rồi mình lên trên tiếp nhau mọi người. Rồi đầu thang nhỏ mình đi lên. Ồ, trên này có một cái sảnh nha. Mọi người tới đây Vĩnh Tạc đây, những đá này đang chuẩn bị xây dựng sửa chữa đây, rất là đẹp. Một chiếc xe bò nằm khoảng đây cách 5 mét. Một quán cà phê nhỏ trước mặt, tiền không gian tầm 5 mét, nhưng nở hậu sau là núi, rất là đẹp. Thôi video đến đây mình sẽ tạm dừng lại. Kia là cái đồi ở đằng sau mình xây thành một cái cà phê cho nên nó có dốc xuống, đi dốc xuống rồi.